Rồi, cuộc sống xung quanh miền Tây mình chào tất cả các bạn nha. Mình đang tiếp tục ở đây đang quay phim clip nữa cho các bạn xem. Trời đang mưa các bạn. Siêu bão hoành hành rồi các bạn ơi. Siêu bão Nogu. Mình thì đang ở Kiên Giang nhưng mà cũng rất chịu ảnh hưởng vì mưa nữa các bạn. Đang mưa nấp trong đây quay cho các bạn xem. Đường dài đang mất qua lộ đó các bạn. Cũng hơi xa, mình không di chuyển cảnh được luôn các bạn. Mình thấy mưa ngút luôn các bạn. Bên đây thì ít lỗ xe đó các bạn. Mưa trắng giả hết trơn các bạn ơi. Còn cái nền nữa các bạn. Lớn luôn rồi. Mình thì đang ngồi trên chiếc xe cuốc 03 này các bạn, ở đây nè. Camera bị ướt rồi nó mờ các bạn. Để mình chùi nha. Mình lớn luôn các bạn. Có xem đài này kia nó bảo nó hoàn thành ngoài miền Trung dữ lắm các bạn. Tội nghiệp bà con miền Trung mình. Quá không ra ngoài quay được các bạn, không lại gần xe cuốc quay được các bạn xem. Bớt mưa rồi. Cái nền quá trời cái nền luôn các bạn. Ở đây đang nước nổi hai bạn, mùa nước nổi của mình nè.
Ừ đâu nó xuất ra rồi thôi đâu. Có mấy chục ngàn lên. Ồ, quá mưa luôn rồi. Hết nổi chạy ra. Một mùa cái đầu bóp á, cái đầu bóp như ướt mưa gì cũng được vậy đó.